Là một tổng đại lý chuyên cung cấp xỉ và lẻ toàn quốc tất cả các mẫu khay ươm bầu cây giống này, khay gieo mạ và khay bầu quây V6. Thì video của em ngày hôm nay em sẽ giới thiệu các bác tất cả những mẫu khay bên nhà em. Bác nào đang có nhu cầu muốn mua khay ươm bầu, ươm ớt, ươm bí, ươm dưa, ươm tất cả các loại giống thì hãy liên hệ cho bên em để được tư vấn và được lên đơn một cách nhanh chóng thành công các bác nha. Và phía sau lưng đây các bác nhìn thấy bên em đang có rất nhiều mẫu khay cho các bác lựa chọn từ khay xanh đến khay đen. Đối với mẫu khay xanh, khay mỏng này bên em đang có loại 60 lỗ, 70 lỗ, 100 và có cả 120 lỗ cho bác lựa chọn luôn. Bác nào có nhu cầu muốn mua là cứ liên hệ em nha. Đối với mẫu khay xanh này thì hiện tại bên em đang gửi cho bác với mức giá chỉ có 5.000 đồng trên một khay thôi. Giá rất là rẻ luôn. Và khay xanh của nó thì ô của nó sẽ hình như một chiếc chén nhé. Hình tròn giống như một chiếc chén như này. Và phía sau mỗi khay đây đều có những ô thoáng này. Đều có những ô thoáng để các bác có thể là ươm vào rất là thoáng luôn. Mình ươm ớt, ươm bí, ươm dưa không lo bị ủng dễ, không lo bị nghẹt dễ đâu. Rất là tiện lợi luôn. Và khay nhé, rất là rộng luôn. Cái bề của khay rất là rộng luôn. Các bác có thể chứa được nhiều đất và chứa được nhiều chất dinh dưỡng để mình nuôi cho cây. Nếu như bác nào mình cần ươm những loại cây giống mà mình lâu ngày muốn nó ươm lâu, ra bầu lâu thì mọi người hãy lựa chọn cho em cái loại khay 60 lỗ, 70 lỗ. Còn nếu như mình mà ươm những loại cây mình ra bầu nhanh thì mình có thể lựa chọn cho em loại 100 đến 120 lỗ nhé. Mà giá của nó chỉ có là 5.000 đồng trên một khay và các bác mua từ 100 khay thì bên em sẽ miễn phí ship vận chuyển giao hàng tận nhà cho mọi người luôn. Có với khay xanh đang có màu xanh này này, gọi là xanh lá này. Ngoài ra có rất nhiều màu xanh nhé. Nó vẫn là khay xanh nhưng nó sẽ có nhiều màu xanh khác nhau. Các bác đừng hỏi em tại sao là trên video là màu xanh này mà khi nhận hàng sẽ là xanh khác đấy. Có rất nhiều loại màu xanh nhé. Có rất nhiều loại khay, chất liệu của nó vẫn như nhau thôi, chỉ khác nhau về màu thôi. Còn ngoài ra thì phía bên đây này, em có mẫu bầu quây. Đây là mẫu bầu quây V6 mọi người nhé. Bầu quây V6 thì em rất là dày dặn luôn, độ dày của nó sẽ là 0,7 ly, chất liệu được làm hoàn toàn từ nhựa và độ bền của bầu quây sẽ từ 3 đến 5 năm. Cái này các bác có thể tái sử dụng được rất nhiều lần luôn và tặng kèm mọi người office nhé. Office em có tặng mọi người thoải mái luôn, mọi người yên tâm. Office em tặng kèm bầu quây, khi bầu quây được tặng kèm thoải mái luôn. Và đang có đầy đủ từ khổ 20 cm, 30 cm, 40 cm đến 80 cm đều có luôn. Cái khổ 20 cm này cao 20 và chiều dài của nó sẽ là 50 m và giá của nó sẽ là 400.000 đồng trên một cái cuộn 20 này. Và cuộn 30 giá sẽ là 500.000 trên một cuộn, em miễn phí ship giao hàng toàn quốc luôn. Đó là mẫu bầu quây V6 các nhá. Và tiếp tục sang phía bên đây này là những mẫu khay ươm màu đen. Khay màu đen này sẽ là hàng khay dày, hàng khay loại 1. Về khay dày màu đen này thì trọng lượng của khay sẽ là 10 khay của nó sẽ là trên 1 kg, rất là dày luôn. Và đối với khay đen này khi mà ươm mọi người không cần phải giao bầu tại chỗ, các bác bưng bê thoải mái cho em luôn. Và trên tay đang cầm đây là mẫu khay 32 lỗ và giá thành của nó sẽ là 10.000 đồng cho một khay, mua từ 100 khay em miễn phí ship nha. Đang có loại 32 lỗ, 50 lỗ, 105, 128, có cả 200 lỗ luôn. Đây ạ, em có cả 200 lỗ luôn, bắt là ươm ngô nhé, cần loại 200 lỗ, đây em có loại 200 lỗ luôn. Giá của nó sẽ là 10.000 đồng cho một khay và mua từ 100 khay thì em sẽ miễn phí ship vận chuyển giao hàng tận nhà cho mọi người luôn. Đó, về khay đen này thì ô của nó sẽ là hình, cái lỗ của nó sẽ là hình vuông nhé, miệng của nó sẽ là hình vuông. Và phía sau mỗi lỗ thì đều có chỗ để thoát nước, rất là tiện lợi luôn. Đó là khay 32 lỗ này, ngoài ra có 50 lỗ, 72 lỗ, 105 và có cả 120 lỗ luôn. Và tiếp theo phía bên này đây ạ, là những mẫu khay da gieo mạ nhé. Khay gieo mạ các bác không còn xa lạ gì rồi. Ở miền Bắc em thì các bác gia em đã cấy khay gieo mạ này khoảng mười mấy năm rồi. Đó, khay gieo mạ này khi bác sử dụng khay gieo mạ này thì rất là tiện lợi luôn. Thời gian cấy tiết kiệm rất là tốt và năng suất lúa rất là cao luôn. Và giá của chỉ 4.000 đồng trên một khay và mua từ 100 khay thì bên em cũng sẽ miễn phí ship giao hàng tận nhà cho các bác luôn. Và khay bên em lúc nào cũng cam kết các bác rằng khay sẽ là hàng khay loại 1, nhựa sẽ là nhựa dẻo nhé. Nhựa dẻo hàng rất là dày dặn luôn, một khay sẽ là 560 lỗ, ô sẽ là ô lục lăng như thế này. Và giá là 4.000 đồng trên một khay. Bác nào có nhu cầu muốn mua tất cả các loại khay rau mạ, khay ươm bầu, cây giống, hãy liên hệ cho bên em số Zalo em để góc phải màn hình để tư vấn báo giá cũng như lên một cách nhanh chóng và thành công. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bác ở trong những video tiếp theo. Chào tất cả các bác ạ.